Em có biết biển đang thì thầm điều gì đó không? Biển không có thì thầm, biển đang hát đó anh. Biển hát gì? Biển đang hát bao nhiêu? Một bằng tình ca. Vì là biển chúng ta tin với anh vậy đó. Và biển cũng đang hát một bài hát dành tặng cho người mình. Em cũng muốn nghe bài hát đó. Chắc lần sau em đã những đau mắt bằng chưa. Tình yêu là những cánh chim để tìm em trong say mơ. Giữ lại tình yêu, giữ lại mơ xưa. Dạ con ra liền, con ra liền bà chủ ơi. Út nữa à? Làm gì mà lâu vậy? Dạ. Thấy rồi. Trời đất ơi, con làm gì lâu dữ vậy? Dạ, dạ thưa cô, dạ cô thông cảm, con mới vô làm rớt chìa khóa. Mà trước khi rớt chìa khóa là con bị té. Té xong cái con bị choáng váng nên con không biết chìa khóa nằm ở đâu không. Cô đừng la con tội nghiệp. Cô đã dặn rồi, làm gì cũng phải từ từ. Cái sân bằng phẳng gì, có gì đâu mà té lên té xuống vậy. Dạ cô thông cảm, cái chân con á, nó kỳ lắm. Bên cao bên thấp á, con đi con té miết à. Thường quá ha. Dạ. Vậy để mai mốt cô cho tiền cưa bớt một bên chân cho nó bằng nhau ha. Dạ đâu được cô. Cô nhìn con vậy nè, như cái tủ lạnh nhá, mà cô kêu cưa bớt một khúc này như cái tivi vậy, kỳ lắm cô. Thôi mệt quá, mở cửa cho xe vô đi. Dạ. Ủa, khách đã về hết rồi hả chú Tiểu? Có một bàn nhưng mà về rồi. Ê quá anh Dũng ơi. Mà tại sao chú không mở nhạc lên để quán yên ắng như thế này? Về hết rồi có ai nghe đâu anh, tắt đi cho đỡ tốn điện. Ờ thì tôi nghe, chú nghe, mấy chậu cây sẽ nghe, thậm chí mấy bức tranh, mấy cây đàn cũng nghe. Mấy thứ đó sao nghe được anh? Chú nói vậy thôi, chúng đều có tâm hồn hết cả đó. Em nghĩ là cây cối thì có thể có linh hồn, tại vì em có đọc truyện cổ tích. Chứ còn mấy bức tranh với mấy cái đàn sao nghe anh? Tâm hồn của bức tranh là tâm hồn của người họa sĩ, còn tâm hồn của cây đàn là hơi thở và sức sống của người chơi đàn. Sao rối quá vậy? Em không hiểu nổi đâu. Chú cứ thử để không gian yên ắng như thế này, thì chú biết không, tất cả mọi thứ đều thiếu sinh khí hết. Hèn chi, mấy bữa nhà mình cúp điện á, em thấy tụi nó buồn hiu à. Thôi được rồi, anh ở nhà anh coi quán đi ha, em lấy đồ em đi chợ đây.
Rồi sớm mai sẽ không còn vệ sinh, một bờ phố xa quên bước chân qua, chỉ có bạn không về trong mắt, không đi cho thật sớm. Rồi chúng ta sẽ đôi tình để một dòng sông lẻ đang trôi qua, một sông kia xuôi theo dòng đêm, cớ sao em chẳng đứng chờ. Dạ, ổn rồi đó em. Thôi em hát bài này đi, giọng em hợp bài này đó. Nhưng mà em có thấy nó buồn buồn sao á? Cha nào sáng tác bài này chắc đang thất tình, tương tư á. Không đâu, ông này còn nhỏ tuổi lắm, nghe nói là sinh viên, bồ còn chưa có. Lấy đâu ra mà thất tình hả em? Anh đừng có giỡn chơi nha. Sinh viên bây giờ á, mới năm nhất thôi mà đã yêu đương tùm lum rồi đó. Trong số đó có nam nữa đó. Không có đâu, em chỉ mới tương tư thôi. Nó nói đúng không ta? Công tử Phương Nam, con mà chủ phòng trà, cái gì mà tương tư? Tương tư hoa hậu nào vậy Nam? Anh ơi, Nam nó đang tương tư ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc á. Thấy nó cứ ôm máy tính hoài à. Không có đâu, không có hoa hậu diễn viên đâu nha. Em đang tương tư một nàng ca sĩ. À, anh lại em, tương tư ca sĩ khổ lắm, hại não lắm mày ơi. Mày không biết có đâu. Có sao đâu, anh tương tư đường sau giờ. Dạ thôi, mình nghỉ giải lao chút xíu nha mấy anh. Ờ, em. Ừ. Chị hát hay quá. Ủa mà hôm nay em không đi học hả? Rồi, học đại học bây giờ sướng lắm chị. Em á, muốn học giờ nào học, muốn nghỉ giờ nào nghỉ à? Ờ, vậy cuối năm thi tốt nghiệp làm sao? Thì quay phim, nếu kẹt quá thì mời thầy đi nhậu. Lỡ con gái không biết nhậu thì sao? Thì mời thứ khác. Thứ khác là thứ gì? Thì là, mà thôi chị hỏi làm gì, chị đâu có đi thi đâu. Ba chị cứ kêu chị đi thi tiếng hát truyền hình hoài à, mà chị không thích một chút nào. Thì cái đó hả, toàn là phải hát mấy bài trắng phèo à. Với lại đoạt giải cũng chả làm được gì, mệt thêm. Nhưng mà hát ở phòng trà thì chị được gì đâu. Được tiền, nếu có ông bầu nào tới đây rồi có cơ hội thành ngôi sao. Em có thấy ông bầu nào tới đây đâu. Em thấy toàn là mấy ông cha già dê không à, nhìn thấy ớn gì đâu. Khách tới làm giàu cho mẹ em còn nói vậy hả? Em đâu cần tiền đâu, tiền bà em thiếu gì. Em không cần tiền, chị sao suốt ngày em tới đây lo phòng trà cho mẹ em, sao lại phải như vậy? Tại vì em muốn ở gần chị đó. Giống như một đứa em trai nói với chị ruột của nó vậy. Thôi đi nhóc, lo mà học hành đi. Nhóc cái gì? Chị lớn hơn em bao nhiêu tuổi đâu đó mà chị kêu em bằng nhóc. Lớn hơn 3 tuổi được chưa? Chị, lớn hơn có 3 tuổi mà bày đặt. Nếu mà chị kêu em bằng nhóc, em không có chở chị về đâu. Thôi chở chị về vài hôm nữa đi, chị sắp mua xe rồi. Không, trừ khi kêu em bằng anh đi, em chở chị về. Không. Chị quên, nó chơi thôi mà, để em chở chị về nha. Khỏi. Nó giỡn vậy mà cũng giận thiệt nữa. Cô ơi, cô đợi xe hả? Đi xe không tôi chở về. Anh chị xe ôm hả? Tôi chạy kiếm thêm thôi. Cô về đâu? Anh chở tôi về sớm cây bàn. Bao nhiêu? Cô trả bao nhiêu cũng được. Hả? Bao nhiêu cũng được? Là sao?
bằng một cuốc xe ôm thôi. Cô hát ở phòng trà này hả? Ừ, đúng rồi. Cô ngồi chắc chưa? Chắc rồi, anh chạy đi. À, mà cô tên gì vậy? Anh chạy xe ôm hay đi tán gái vậy? Chú đó phải không Mai? À, hai cháu cần cái gì? Dạ, tụi cháu tới đây để kiếm nhạc sĩ Hoàng Dũng à. Vậy chú là nhạc sĩ Hoàng Dũng đây. Dạ. Vào đi, vào đi. Cháu ngồi đi. Dạ. Ngồi đi. Vậy hai cháu tìm chú có việc gì? Dạ, cháu tên là Mai, còn đây là Tấn, bạn của cháu. Dạ. Cháu có nghe giới thiệu là chú có đào tạo những sinh viên trẻ để đi thi tiếng hát truyền hình. À, hai cháu đi học để đi thi tiếng hát truyền hình à? Dạ. Dạ. Vậy là tốt quá. Nhà cô trong này hả? Quán tên thấy lạ quá. Nét xưa. Tiền anh nè. À quên. Thôi khỏi thói. Khỏi đi. Nhưng mà chừng này thì nhiều quá. Lúc nãy anh nói đưa bao nhiêu cũng được mà. Cầm đi. Vậy cảm ơn cô. Con chào ba. À, mới về hả con? Dạ. Con gái của chú đó. Dạ. Thôi, con vô nhà nghỉ ngơi. Dạ, chào chị. Lát nữa còn ăn cơm. Dạ. Chị ấy đẹp quá chú ơi. Chị ấy đẹp như diễn viên điện ảnh vậy đó. Mà chú ơi, chị ấy có đóng phim không vậy chú? Không. Con gái của chú không có đóng phim. Nó là ca sĩ, nhưng mà nó hát ở phòng trà. Nhưng mà sao lại hát phòng trà vậy chú? Mệt tấn ghê á. Thì hát ở phòng trà có làm sao đâu. Sao chú không biểu chị ấy đi thi để đạt giải gì đó rồi hãy đi hát phòng trà? À, chú cũng khuyên như vậy, nhưng mà nó không nghe. Ủa, vậy sao chị ấy không thích dự thi vậy chú? Ờ, nó nói là nó không muốn hát những bài bắt buộc. Nó chỉ muốn hát những bài gì mà nó thích. Dạ, cháu hiểu rồi. Ước gì cháu được coi chị ấy hát dù chỉ một lần. Mệt tấn ghê á. Thì vô phòng trà kêu nước uống là được rồi. Làm gì ao ước. Ủa mà chị ấy hát ở phòng trà nào vậy chú? Thì chú cũng không nắm rõ được. Bởi vì hôm thì hát ở phòng trà này, có hôm thì hát ở phòng trà khác. Chị ấy tên gì vậy chú? Là Nhật Quỳnh con à. Tên chị ấy đẹp quá. À thế này, thôi quay lại vấn đề đi. Lúc nãy chú nói đến đâu rồi vậy? À, lúc nãy chú nói tới dòng nhạc chính thống. Cái dòng nhạc mà các cháu đang hướng tới đó. Nhưng mà riêng chú khuyên con gái của chú đi theo dòng nhạc đó, nhưng mà nó không chịu nghe. Dạ, chú ơi, cháu cũng thấy bình thường mà chú. Như ba cháu khuyên, cháu đi học về máy tính để kiếm một ngày mà nuôi thân. Nhưng bản tính cháu lại thích ca hát hơn. Cháu cũng vậy. Mẹ cháu cũng kêu cháu đi làm xuất khẩu lao động để kiếm tiền làm vốn buôn bán. Nhưng mà cháu lại không nghe. Dạ, Tấn thì chú hiểu. Còn Mai, tại sao vậy cháu? Dạ, chú ơi, Mai nó sợ đi xa, không ai chăm sóc cho cháu đó chú. Chú hiểu hai cháu rồi. Quân, từ sáng tới giờ có được cuốc nào chưa? Cuốc sẻn gì chị Sáu ơi. Chắc trưa nay đi ăn cơm từ thiện quá. Nè,
Vậy tiện thể mày chở gì đi luôn cho có cặp nha. Từ sáng tới giờ bán ế ồn mà. Nghĩ sao em chở chị đi vậy? Lẽ ra em cũng có được một khách rồi. Nhưng mà bà khách này hả, thấy thằng Hiền nó đẹp trai quá, rồi đi xe của thằng Hiền luôn. Mà đi đâu hả, bà lâu quá chưa về. À chị, mà anh Đức anh Bình sao hả chị? Có gì đâu, người già đó mà, cứ trái gió trở trời là đau hết cả mình mấy. Chị cũng tội nghiệp cho hai cha con đó, thấy thương gì đâu á. Có thương thì không, trời ơi chỉ biết nói miệng không à, không có hành động gì hết trơn á mà nói thương người ta. Thì phải có qua có lại cả hai phía chứ, chứ mình thương khơi khơi sao được. Ê, dễ ợt, để em chỉ cho chị Sáu nha. Ta nói là anh Đức ơi, em Sáu cà phê nè, anh cô đơn, em cũng cô đơn, hai đứa mình gặp lại với nhau đi anh, rổ đá gặp lại với nhau. Mày nói tao mắc cười quá. Chứ còn mày á, chỉ được cái nói miệng thôi, tới giờ này á còn ở trọng trơ rồi đó. Trời, nghĩ sao ta vậy, nói con ta ế. Xin lỗi chị Sáu nha, con gái là theo em đầy đường luôn. Wow. Chưa chịu chứ bộ. Trời ơi, thì ra vậy. Thì nó vậy kìa. Mày đi qua phút cho ba mày về đó hả? Vì tao tưởng đâu dọc đường á mày kiếm thêm được khách nào, tao ganh tị quá trời luôn. Ê ê, nãy giờ có được khách nào không? Được thêm một khách đen nè. Trời ơi, hai khách luôn hả? Sáu cho con đi trà đá. Đây nè con, uống đi cho mát. Con đi từ xa là cô đã thấy con rồi. Dạ. Uống đi. Dạ. Trời ơi, con biệt đối xử thấy sợ luôn á. Nói nãy giờ khô cả cổ không được ly trà đá nào, tự nhiên ở ngoài xẹt vô được ly trà đá là sao? Tao vậy đó. Mày kiếm đứa nào á ưa đó, nó pha trà đá cho mà uống. Tao chỉ có vậy thôi. À, con sắc thuốc nam cho ba con đó hả? Dạ đúng vậy. Gì sao? Ba con uống thuốc tây không quen, nói là nóng trong người, nên con hút thuốc nam cho ba con uống. À, thôi có đi nha dì. Ờ. Dạ. Ờ, khoan khoan Hiền à, con mang cái này về cho ba con. Tôi nấu nó hồi sáng đó. Dì cho đồ con hoài hả? Con ngại quá. Thôi, không sao đâu, con cứ mang về đi. Dạ, con cảm ơn dì. Ừ. Em về nhanh quá. Về đi, mày về đi. Mày ở đây giành khách của tao luôn rồi sao? Nghĩ sao vậy? Xe ôm trâu đẹp trai quá trời. Đi về cẩn thận nha con. Dành về gặp em như chị hả? Tông cửa nhà anh Đức chỉ vô nấu nồi thịt kho cho anh ăn luôn. Cái thằng ở đó mà hâm tới hâm luôn hoài. Ngồi đây, ngồi đó đi, tôi làm cho ông ly trà đá. Nói nhiều quá. Nói nãy giờ cũng được ly trà đá uống rồi. Em xin lỗi, nãy giờ em hiểu làm chị cho chị Sáu. Không có đâu, tính tiền đó ông nội. Cái gì? Tính tiền hả? Chứ sao? Có thể chú sẽ nhận giúp cả hai đứa. Hay quá, cháu cảm ơn chú. Dạ, chú thật tốt với tụi cháu quá. Chú giúp chỉ là một phần thôi, nhưng mà hai đứa phải hết sức cố gắng. Dạ. Bắt đầu từ ngày mai, hai đứa hãy đến đây nha. Dạ, dạ. Cháu biết rồi, thưa chú cháu về. Dạ, thưa chú cháu về. Ừ. Dạ, chào chú. Lên cô nhờ chút coi. Nghe vậy.
Ai chà. Dạ, cô kêu con. Làm gì vậy? Con xoài. Cô mỏi vai quá, bóp vai giùm cô đi. Bóp vai hả cô? Ừ. Bóp thiệt hả cô? Giỡn hả? Bóp vai đi. Cái này là tại cô chứ không phải con nha. Cô, lúc này cô có thấy cậu Nam nhà mình nó siêng năng không cô? Khi nào mà rảnh á là cậu ấy ra phòng trà để canh phòng trà á cô. Nè, sáng cũng ra, trưa cũng ra, tối cũng ra. Lúc nào mà quẩn á là ra lúc đó hả cô? Ờ thì đã làm trợ lý cho cô mà, phải có mặt ở đó chứ. Dạ đúng rồi, nhà mình có cơ ngơi á là mình phải chăm sóc như vậy. Chứ không thôi người ta nói á là nhàn cư di bất thiện á. Cô ơi. Hử? Gì vậy? Dạ không có gì hết á. Cô có thấy gì lạ lạ không cô? Con thấy làm như có cái gì kỳ kỳ lắm á cô. Cô có để ý không? Mỗi lần mà cậu Nam lên phòng trà để canh phòng trà á, lúc nào cũng kè kè đi theo cái chị gì ca sĩ chính đó cô. Nhật Quỳnh. Đúng rồi. Chị Quỳnh á. Đi á, hai người đi dính với nhau như Sam vậy đó cô. Còn vậy mà cũng để ý quá ha. Vậy để ý chứ. Chắc là tụi nó thân nhau, hợp nhau như là chị em vậy đó mà. Cô nói cũng đúng. Người ta thân nhau quá như chị em á, người ta mới tới gần nhau được. Mà người ta nói á, chị thì rị xuống em mấy hồi. Cô, chút xíu á, cô cho con lấy xe đi chợ nha. Gì nữa? Mỗi lần mà con chạy xe là cô yếu tim à? Đụng xe hai lần rồi chưa sợ hả? Dạ cũng sợ đó, nhưng mà không có xe đi cô ơi. Cô kêu đi học lấy bằng lái thì không chịu đi. Cô à, con học không có vô. Lớn tuổi rồi, học chữ này nó lộn qua chữ khác hết trơn rồi cô. Vậy chịu khó đi xe ôm đi. Học, con không đi xe ôm đâu. Có chết cũng đi xe ôm. Ừ? Sao vậy? Nghĩ sao á, con vậy nè, mà nó chạy qua chạy lại á, thấy con bỏ đi mất tiêu, làm như không thấy vậy á. Cái bữa con tức con hỏi, có người á thì nói, thôi tôi không chở cô đâu, giống như tống ba vậy đó. Còn người thì nói, tôi chở cô á là bị bóc đầu á. Thôi con không đi xôm đâu. Ai kêu, con chịu trang điểm đẹp vô, mặc đồ đẹp vô, lúc đó yên tâm là xe ôm nó đứng canh con suốt đường luôn á. Ủa là mình phải diện đồ đẹp lên đó hả cô? Ừ. Mình phải làm cho mình đẹp lên đó cô. Ừ. Thiệt luôn á hả? Ừ. Vậy sao cô không nói? Để người ta vậy à? Vậy cô ơi. Ừ. Thôi con đi chợ ha. Rồi đi chợ đi con. Dạ. Phải mặc đồ đẹp, phải trang điểm đẹp, cái đi chợ.